bạn đã đi quá tốc độ giới hạn. Đây, các bạn thấy không? Chỉ cần đi quá tốc độ một chút thôi là cái phần mềm G-Speed của IK này báo luôn. Như các bạn đã biết thì Google Maps tại Việt Nam là một phần mềm bản đồ được sử dụng rất là nhiều, dẫn đường khá chính xác và đặc biệt là có cái cảnh báo về tắt đường rất là hay. Tuy nhiên điểm yếu của Google Maps là lại không có cảnh báo tốc độ, thì khi kết hợp với IK G-Speed thì thực sự đây cứ như là một cặp đánh với nhau vậy. Khi kết hợp với G-Speed thì có thể coi như đấy là một phần mềm cảnh báo tốc độ của chính Google vậy. G-Speed sử dụng rất là đơn giản và tiện lợi. Khi bạn kích hoạt G-Speed lên thì nó hiển thị như một dạng pop-up, hiển thị hai bong bóng ở phía góc của màn hình. Bạn có thể sử dụng chung với các nền tảng bản đồ khác. Và đặc biệt khi G-Speed kết hợp với Google Maps thì các bạn có thể nhìn thấy nó như là cảnh báo tốc độ của chính Google vậy, rất là tiện lợi. Và đây là một phần mềm dành riêng cho các sản phẩm của IK. Đối với thực tế giao thông ở Việt Nam thì những bác tài mới lái hay là những bác tài đã lái lâu năm thì khi đi vào các cung đường hẹp hay đơn giản là chợ cóc và các buổi chiều đi làm về tắc đường thì thực sự là lúc ấy căn xe rất là khó, rất là căn phải. Vấn đề đó sẽ được giải quyết hoàn toàn trên màn hình kèm cam 360 độ IK Eleview S4 với hệ thống cam 360 độ cực kỳ sắc nét. Đấy, các bạn nhìn xem hệ thống cam cực kỳ sắc nét này, góc trái phải trước sau nhìn rõ ràng luôn. Này rất là hỗ trợ, rất tốt cho chúng ta trong quá trình lái, nhất là khi chúng ta đi ở các cung đường tắc. Một điều mình rất là thích trên màn hình IK Eleview S4 đó chính là cái giao diện Eligo. Giao diện Eligo là giao diện được đội AD của IK viết riêng cho các màn hình của IK. Đối với giao diện này được thiết kế tông màu tối giúp người lái sẽ tập trung hơn trong quá trình lái thay vì những cái màn hình của tông màu quá là sặc sỡ. Ngoài ra thì trên giao diện Eligo này chúng ta có các cái widget và có thể thay đổi tùy biến được các widget sao cho phù hợp với nhu cầu của từng người. Mình rất thích cái widget IK Entertainment, đây là một phần mềm độc quyền riêng của IK đối với các màn hình của IK. Và trên giao diện Eligo chúng ta sẽ có cái thông số cảm biến áp suất lốp hiển thị cực kỳ rõ ràng, đây là một thông số rất cần thiết cho các bác lái xe. Và tất nhiên rồi, trên màn hình IK Eleview S4 cũng trang bị phần mềm IKV, đây là một phần mềm điều khiển giọng nói độc quyền của IK. Đối với phần mềm này thì chúng ta sẽ có thể ra lệnh tìm đường hay là bật nhạc, nghe nhạc. Và thay vì các bạn cứ phải bấm tìm đường trên điện thoại thì chúng ta có thể chỉ cần một nút bấm ở trên vô lăng là chúng ta có thể ra lệnh giọng nói tìm đường đến bất cứ nơi đâu ở trên đất Việt Nam này.